Nguyễn Thế Hương, trường của nhí 2A, thành phố Hà Nội. Sản phẩm của con là trò chơi hứng táo. Trong này ừ, nó có những quả táo rồi mình phải nhặt, khi thua nó sẽ khóc. Âm thanh này con lấy ở trong phần âm thanh. Thế Hương ơi, cô ngắt bài của con một chút nhé. Mình sẽ thuyết chỉnh lại cho cô. Bài của con có âm thanh đúng không? Cô thể vâng. Nhưng mà con chưa thấy thầy Hương chia sẻ âm thanh, thì đứa con sẽ chia sẻ lại âm thanh cho cô, chia sẻ lại nhé. Vâng. Con từng chia sẻ, con chia sẻ phần âm thanh này. Cái thứ hai nữa là khi mà mình thuyết trình ấy, thì con sẽ nói to, cô thể nói to rồi, nhưng mà mình nói rõ ràng hơn một chút, nói rõ ràng mạch lạc nhé, nói liền cho nó. Con nhấn, không phải nhấn ở đấy đâu. Con nhấn cái chia sẻ. Bây giờ cô dừng chia sẻ của con, nhưng bây giờ con chia sẻ lại. Thế bây giờ con chia sẻ lại đi. Sau đó có cái, khi mà con nhấn share screen ấy, ở phía góc có cái chữ share sound thì chia sẻ âm thanh đấy, mình tích vào cái ô nhỏ nhỏ ở đấy. Vâng ạ. Rồi chúng ta chờ một chút để cho bạn Thế Hương sẽ mở lại dự án nhé. Con chào các bạn, con tên là Nguyễn Thế Hương lớp. Con để chế độ toàn màn hình đi đã. Để ở chế độ toàn màn hình. Sao lại dừng rồi? Chia sẻ lại đi con. Đây à? Đây nhé, từ từ đã. Đây đúng rồi, con nhấn vào cái ô đấy. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu lại nhá. Cô mời Thế Hương. Con tên là Nguyễn Thế Hương, lớp 5A5, trường của nhí 2A, thành phố Hà Nội. Hôm nay con giới thiệu cho các cô và các bạn trò chơi hứng táo. Hôm nay mình phải hứng táo. Khi điểm hơn 5 sẽ có một quả táo trong giỏ. Khi mà điểm lớn hơn 15 mình sẽ có 2 quả táo. Khi có 21 hơn 20 điểm thì sẽ thắng. Là sẽ có 3 quả táo. Âm thanh trong bài con lấy âm thanh Los, hình ảnh con lấy phong nền rừng, trong này có chức năng nổi bật mà con dùng là pháo hoa. Chức năng trong bài điểm chiến thắng. Phần yêu thích con trong bài nhất của con là phần guitar hứng táo. Con gặp khó khăn trong việc là không làm sao để cho quả táo màu ăn dở nó được, nó không được thật lắm. Trong bài con có thiếu sót là nhân vật là cộng điểm ạ. Con chào các bạn và các cô. Các bạn cô có ý kiến gì do sai thiếu sót để con làm thêm ạ? Thế Hương có thể giới thiệu ở trong bài của con có phần sáng tạo đúng không? Thì con có thể giới thiệu cho cô cái chức năng nổi bật trong bài của con được không? cái phần lập trình ấy, con lập trình như thế nào trong bài? Cái phần mà con thích nhất ấy. Cái phần con thích nhất là phần bắn pháo hoa. Ừ, con có thể giới thiệu cho cô phần đó được không? Con lập trình như thế nào? Con vào phần, khi bấm vào rồi con vào hiển thị, con lại ẩn, xong rồi con vào lại sự kiện, con lấy khi nhận win sẽ hiện, xong rồi con lấy liên tục vào trang phục kế tiếp ạ. Rồi, cô cảm ơn bạn Thế Hương. Cô thấy bạn Bảo Minh, có bạn Bảo Minh giơ tay. Bảo Minh có góp ý hay nhận xét gì cho bài của bạn hả con Bảo Minh? Phần đầu tiên bạn ý cô chào thầy cô và các bạn ạ. Rồi, còn gì nữa không con? Bạn ý để quả táo hơi bị nhỏ mà con giga tí to, nên là cái tóc của con giga nó sẽ dễ đụng vào quả táo hơn. Ừ, đó là hình ảnh đúng không? Bạn Bảo Minh nhận xét hình ảnh cái hơi nhỏ. Còn gì nữa không con? Cho bạn ý nên cho quả táo nó to ra thì nó mới khó. Ừ. Rồi. Và mình có nhận xét gì nữa không con? Không ạ. Ok, cô cảm ơn phần nhận xét nào của bạn Bảo Minh cho bài của bạn Thế Hương. Các bạn khác thì sao? Có bạn nào có nhận xét hoặc là góp ý gì thêm cho bài của bạn Thế Hương không? Cô mời bạn Bảo Châu nào, cô mời Bảo Châu. Dạ thưa cô, là con thấy bạn cần phải tự tin hơn và nói phải dõng dạc hơn thì nó mới hay ạ. Ừ, đúng rồi, bạn nào thấy không cần phải nói tự tin và dõng dạc hơn. Thế còn đối với cái phần lập trình sản phẩm của bạn thì con có góp ý gì không? Không. Rồi, con cảm ơn bạn Bảo Châu. Các bạn khác trong lớp thì sao? Có bạn nào có góp ý gì thêm cho bạn Thế Hưng được không? Rồi, cô cảm ơn phần góp ý của bạn Bảo Châu và bạn Bảo Minh nhé. Cô cũng có một số nhận xét cho bài của bạn Thế Hưng này. Trước tiên thì đối với phần sản phẩm của bạn cũng đảm bảo được cái phần kiến thức. Tuy nhiên là sản phẩm của mình chưa có nhiều sáng tạo về các chức năng, đúng không? Đối với hình ảnh thì bạn Thế Hưng mình cần trau chuốt hơn một chút cho hình ảnh. Ví dụ như cô thấy có cái hình ảnh bạn giga khóc đấy, đúng không? Thì mình sẽ cần trau chuốt hơn một chút để cho nó sẽ được đẹp mắt hơn. Còn đối với phần kỹ năng thuyết trình thì Thế Hưng vẫn cần phải luyện tập thêm để rèn thêm cái khả năng thuyết trình của mình sẽ được tốt hơn. Con cần thứ nhất là mình cần nói to, rõ ràng và tự tin hơn này. Thứ hai đó là đối với phần các bước thuyết trình thì phần này thì bạn Thế Hưng cô vẫn cần phải gợi ý một chút ở cái phần con mô tả các cái câu lệnh. Thì phần này bạn Thế Hưng sẽ cần chú ý nhé. Mình cần luyện tập thêm này. Và đối với cái phần sản phẩm thì cô khuyến khích là con có thể sáng tạo thêm cho sản phẩm của mình nó sẽ được hay hơn. Rồi, đó là bài của bạn Thế Hưng. Rồi, tiếp theo thì cô sẽ mời